Rất vui được gặp lại quý chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều tối hôm nay mình đã có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà này có diện tích là ngang 5, chiều dài 20m và có hướng nam. Ngang 5 dài 20, đang kinh doanh buôn bán rất là tốt. Ở đây mình có thể mua ở, mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán cho thuê được rất nhiều ngành nghề nha. Nhà hướng nam. Căn nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ đâu đó khoảng 1 km thôi. Đây là căn nhà em giới thiệu cho khách hàng này, đang bán điểm, ngang 5 dài 20 nhé. Bây giờ em sẽ sang đường để quay toàn cảnh cho quý vị cùng xem nhé. Đường thông buôn bán ở đây, xe cộ lưu thông tấp nập luôn. Đây nhé, em máy rồi qua đường này. Đây là căn nhà em giới thiệu nhé. Hiện tại đang kinh doanh buôn bán đại lý tạp hóa rất là tốt. Đường thông kinh doanh buôn bán này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 5, chiều dài 20m, có hướng nam. Nằm kế bên con đường DT743, gần vòng xoay An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà đại lý tạp hóa nhé. Ở đây buổi chiều buôn bán rất là tốt. Đường xe lưu thông tấp nập luôn. Đây, phía trước này. Bây giờ mình di chuyển lên trên. Đây có cầu thang lên trên này. Nhà đúc lên trên luôn nhé. Tí nữa mình xem. Ngang 5 dài 20. Phía trong mình đây có phòng ngủ này. Trong đây là khu bếp nấu ăn nhé. Bên đây có lối đi bên hông. View kinh doanh buôn bán. Trên đây có lầu gác đúc nhé. Để hôm sau bác nào đi xem thì em dẫn lên xem luôn. Bây giờ mình xem vị trí kinh doanh buôn bán ở dưới. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 3.900.000.000 cho một căn nhà 520 mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Đây đang là đại lý tạp hóa ngay đây nhé. Chỉ 3.900.000.000 cho căn nhà mặt tiền đường. Rồi, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.